Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp chuyên đề pháp luật lần này là phiên họp thứ 5 trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, là phiên họp quan trọng để thảo luận công tác lập pháp của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các dự án luật được thảo luận lần này thuộc nhiều lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp, liên quan đến nhiều ngành và địa phương, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ, thảo luận rõ các nội dung tiếp thu, chỉnh lý, bám sát các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo đã được thống nhất để đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo chất lượng cao nhất của các dự án luật. Trong 3 ngày làm việc tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 10 trên 11 dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, bao gồm các dự thảo luật địa chất và khoáng sản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, luật công đoàn sửa đổi, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật công chứng sửa đổi. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến giải trình tiếp thu chỉnh lý các dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi, luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật tư pháp người chưa thành niên, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ, Bắc Tôn trong công viên Thống Nhất. Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, cán bộ nhân viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trước tượng đài Bắc Hồ, Bắc Tôn, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hai vị lãnh tụ, biểu tượng người sáng về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Lãnh đạo thành phố cùng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp của thủ đô nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của hai vị lãnh tụ kính yêu, suốt đời cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, tiếp tục tăng cường, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh Bắc Hồ, Bắc Tôn trở thành biểu tượng thiêng liêng, cao quý của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Với truyền thống đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, nối dài và mở rộng tầm hoạt động của mặt trận đến từng địa bàn dân cư, tăng cường quan hệ mật thiết giữa mặt trận với nhân dân theo phương châm đoàn kết, sáng tạo, lắng nghe, cầu thị và cởi mở. Để tạo đồng thuận bền vững, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký công điện về việc chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Công điện gửi tới giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Công điện nêu rõ từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết thiên tai trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến bất thường, khó dự báo. Mưa lớn diện rộng trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua đã gây ra ngập lụt cho khu vực đô thị và huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina sẽ tác động đến nước ta từ tháng 8 năm 2024, nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ đập là rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt, tính mạng và tài sản của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 75 ngày 4 tháng 8 năm 2024, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 5866 ngày 9 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố đề ra các yêu cầu, trong đó có yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 1 ngày 2 tháng 2 năm 2024, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và cứu hộ cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xác định các khu vực trọng điểm xung yếu để chủ động xây dựng kịch bản, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi sát tình hình kịp thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, theo quy định công điện cũng nêu
yêu cầu đối với một số sở ban ngành và cơ quan đơn vị khác như Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, các cơ quan báo chí của thành phố. Thưa quý vị, sau gần nửa tháng ngập sâu, người dân ở vùng rốn lũ Chương Mỹ đã trở về nhà, dần ổn định cuộc sống. Tất cả cùng chung tay khẩn trương dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chú trọng về phòng dịch và lo đầy đủ thực phẩm thiết yếu cho nhân dân. Thôn Nhân Lý là khu vực trũng nhất ở xã Nam Phương Tiến nên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt ngập kéo dài vừa qua. Sau gần nửa tháng bị ngập sâu, những con đường ở thôn đã khô ráo trở lại, nhiều nhà phải đi sơ tán đã trở về dọn dẹp dần ổn định cuộc sống. Thời điểm từ lúc nước tràn vào đến lúc nước ra đây nhà mình đây là nó rơi vào tầm khoảng 15-17 ngày rồi. Ngày nào anh phải nội ra quán đây để thu gom rác đẩy ra ngoài, không nó cứ trào vào nhà, bẩn quá. Dọn từ hôm nay là 9 hôm. Các thứ vẫn còn lung tung, vẫn còn gửi các thứ là các ở các nơi. Điều lo lắng nhất là dịch bệnh sau lũ như đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết. Chính vì vậy trạm y tế xã đã kịp thời cấp phát thuốc hướng dẫn người dân đề phòng dịch bệnh. Chúng tôi đã cấp phát thuốc cho nhân dân, cấp thuốc nước ăn chân, về thuốc nước nhỏ mắt cho nhân dân và cấp thuốc Chloramin B để cho dân khử khuẩn giếng và khử khuẩn nước để sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau khi nước rút, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các phương án tổng vệ sinh môi trường, thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ theo quy định. Toàn huyện đã huy động 220 cán bộ chiến sĩ công an quân đội, gần 1.000 dân quân và cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng 12 phương tiện tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đối với cái việc phục hồi sản xuất ngay sau khi nước rút thì chúng tôi đã có báo cáo đề xuất với giống cây trồng cũng như là vật nuôi. Và bên cạnh đó chúng tôi đã đề xuất đối với Ủy ban nhân dân huyện là hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm cần thiết thì Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ. Thế còn đối với lâu dài thì chúng tôi đang đề xuất đối với thành phố và huyện sẽ xây dựng cho chúng tôi một cái tuyến đường để nhân dân sống chung được với lũ. Thế và bên cạnh đó thì xây dựng cái mô hình sản xuất nó thích ứng phù hợp với cái điều kiện tự nhiên ở tại cái vùng này. Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ cũng yêu cầu kiểm tra đánh giá sự cố các công trình giao thông, hạ tầng, nhà ở, đê điều, thủy lợi, kiểm soát hướng dẫn xử lý dịch bệnh đối với gia súc gia cầm, vật nuôi, không để xảy ra tình trạng người dân không có nước uống, nước sinh hoạt và lương thực, thực phẩm thiết yếu. Theo lộ trình thành phố đặt ra, hai huyện Đông Anh, Gia Lâm sẽ lên quận vào đầu năm 2025, Thanh Trì, Hoài Đức phấn đấu lên quận cuối năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng phát triển 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng trở thành quận. Thành phố yêu cầu 5 huyện rà soát về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì phải triển khai phương án sắp xếp, đảm bảo các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích, tự nhiên theo nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm được giao phối hợp với các bên liên quan phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án thành lập quận vào quý 4 năm 2024 hoặc quý 1 năm 2025. Hai huyện Thanh Trì và Hoài Đức xây dựng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí chưa đạt để trình Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án thành lập quận vào quý 4 năm 2025. Trước đó thì đề án lên quận của hai huyện Đông Anh và Gia Lâm đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương vào năm 2023. Dự kiến trình Chính phủ và Thường vụ Quốc hội vào cuối năm 2023. Tuy nhiên thì việc này sau đó bị lùi lại. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố trực thuộc Trung ương phải có tỷ lệ quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt từ 60% trở lên. Nghĩa là Hà Nội phải có từ 18 quận trở lên, nhưng hiện mới có 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện đạt 43% đơn vị hành chính đô thị. Với sự chia sẻ dữ liệu của các bộ ngành có liên quan, đến nay, ngành thuế đang kiểm soát được hơn 8 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử với giá trị 72.000 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Công Thương đã cung cấp cho Bộ Tài chính thông tin về 929 sàn thương mại điện tử và 284 website. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ dữ liệu về 130 đơn vị viễn thông, quảng cáo, phát thanh truyền hình. Ngân hàng Nhà nước cũng đã cung cấp gần 158 triệu tài khoản thanh toán và Tổng cục Thuế đang phối hợp với Bộ Công an sử dụng mã số định danh công dân làm mã số thuế. Sự chia sẻ dữ liệu của các bộ ngành có liên quan góp phần chống thất thu, đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực này. Trong những năm gần đây, thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành một xu hướng nổi bật cho các doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng, ngành ngân hàng với đặc thù là kinh doanh tiền tệ, tài chính nên cũng đối mặt với không ít thách thức,
bởi nguồn lực của mỗi ngân hàng từ tài chính, nhân lực, vật lực là khác nhau, nên việc ứng dụng AI cần phải cân nhắc kỹ về lợi ích. Bên cạnh đó thì đây cũng là một ngành kinh doanh có điều kiện, chịu sự chi phối của rất nhiều quy định pháp luật trong nước và thế giới, nên việc ứng dụng công nghệ mới phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không vi phạm. Ngân hàng này đang tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI và Gen AI nhằm tạo ra các sản phẩm mới, thông minh và hiệu quả hơn, như đưa trợ lý ảo vào các giao dịch, cá nhân hóa dịch vụ và cải thiện hiệu suất của nhân viên. Tuy nhiên, theo đại diện ngân hàng chia sẻ, việc triển khai AI không dễ dàng bởi vấn đề bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà băng. Chúng tôi có những vấn đề khó khăn về làm sao để bảo mật được thông tin khách hàng, làm sao để khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất. Ví dụ như là hiện giờ thì về nguồn lực chất lượng cao về AI là một việc mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải cải thiện. Thứ hai đó là về phần bảo mật dữ liệu. Thì mới gần đây nhất thì các bạn đã biết là có rất nhiều những vụ hack và những rủi ro của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến tài chính. Thì tại Techcombank chúng tôi luôn luôn ưu tiên hàng đầu về làm sao để bảo mật thông tin của khách hàng. Mặt còn lại của nó lại là những cái rủi ro mà nó có thể mang lại. Ví dụ như là nguy cơ gian lận này, nguy cơ lừa đảo này, nguy cơ mà đưa ra những cái đánh giá hay là chẩn đoán sai. Đấy thì tất cả những vấn đề đấy từ lộ trình cho đến nhân sự cho đến là những cái kế hoạch để mà khắc phục được những cái rủi ro mà AI có thể mang lại thì các ngân hàng và các doanh nghiệp đều phải quan tâm. Ngoài ra, ngân sách đầu tư để nâng cấp hạ tầng cũ lên hạ tầng AI là một trong những khó khăn lớn nhất mà các ngân hàng gặp phải. Một thách thức lớn nữa là việc tích hợp các hệ thống AI mới với cơ sở hạ tầng công nghệ hiện có cũng đòi hỏi nguồn nhân lực và ngân sách rất lớn. Ngân hàng cũng như tất cả các doanh nghiệp khác đều có những ràng buộc về nguồn lực. Ở đây có thể nói là cả ba nguồn lực chính. Nói về tài lực là nguồn tài chính sẵn sàng đến mức nào. Cái thứ hai nói về nhân lực tức là cái nguồn nhân sự, những người đang làm, đang tác nghiệp. Và về mặt công nghệ, không phải ngân hàng nào cũng có đầy đủ cái nền tảng hạ tầng công nghệ để có thể chuyển sang một cuộc chơi mới. Các cái tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng thường xuyên là không thể chia sẻ dữ liệu. Nên là khi nghiên cứu thì thường xuyên phải làm việc với những bộ dữ liệu của nước ngoài hoặc là những bộ dữ liệu giả lập, nên là cái model AI nó cũng không được chính xác cao, thiếu cái định hướng sát thực tiễn. Nghĩa là các bạn có thể nghĩ ra những bài toán, nghĩ ra những vấn đề để chúng ta nghiên cứu, thế nhưng mà rất cần là cái việc mà hợp tác cùng với doanh nghiệp để đưa ra những cái định hướng, những cái bài toán cụ thể. Ngành ngân hàng là một trong những ngành đang có mức độ trưởng thành về AI cao nhất, với 85% ngân hàng đã thiết lập chiến lược ứng dụng AI trong xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới. Kinh phí của ngân hàng cho Gen AI được dự đoán sẽ tăng lên 85 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, đánh dấu mức đầu tư tăng hơn 1.400%. Để khai thác tối đa tiềm năng của AI, các ngân hàng cần có kế hoạch triển khai linh hoạt, đầu tư vào hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân lực. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Gia Lâm xác định an toàn lao động trong quá trình thi công những công trình nhà cao tầng, trường học, trụ sở được đặt lên hàng đầu. Đó là vấn đề liên quan đến tính mạng con người và tài sản trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện. Ghi nhận của phóng viên tại Trường Trung học Phổ thông Dương Xá, huyện Gia Lâm. Mái treo trước sảnh chính Trường Trung học Phổ thông Dương Xá, một trong những hạng mục quan trọng đang được gấp rút hoàn thiện. Công nhân kỹ thuật hàn trên cao, khu vực nguy hiểm bắt buộc phải đeo dây bảo hộ. Đồ bảo hộ trong quá trình thực hiện hàn kết cấu thép. Ban chỉ huy công trường yêu cầu cán bộ kỹ thuật, công nhân tuyệt đối tuân thủ an toàn lao động trong tất cả các hạng mục. Công trình cải tạo xây dựng trường Trung học phổ thông Dương Xá khởi công đầu năm 2024, dự kiến hoàn thành tháng 8 năm 2024. Hơn 90% các hạng mục đã hoàn thiện để nhà trường kịp đón năm học mới 2024-2025. Với chức năng chúng tôi là tư vấn giám sát, chúng tôi luôn luôn đôn đốc nhà thầu về mặt tiến độ, về mặt chất lượng, làm sao là vừa đảm bảo tiến độ chất lượng như hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn lao động thì chúng tôi rất chú trọng về công tác an toàn lao động, đặc biệt là công tác thi công trên cao, là những nơi khu vực mà tiềm ẩn vì ăn mất an toàn lao động như là trơn trượt như là khu điện thi công. Khi thi công vật thô chúng tôi đã bóc toàn bộ ra ngoài để đảm bảo an toàn lao động. Đối với công nhân thì cũng bảo hộ lao động là đảm bảo yêu cầu. Đối với các cái tổ đội mà thi công mà không đăng ký tạm trú tạm vắng đây chúng tôi cũng mời ra khỏi công trường để đảm bảo an toàn cho công ty. Còn về cái phần thi công trên cao thì tất cả công nhân là đều được đeo dây bảo hộ đảm bảo yêu cầu của công ty đề ra. Dự án trường Trung học phổ thông Dương Xá có 3 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có chiều cao 4 tầng, đã hoàn thiện xây thô, sân bả,
Đây là công trình trọng điểm đưa vào khai thác phục vụ cho sự đầu tư phát triển giáo dục của huyện Gia Lâm, đồng thời là công trình trọng điểm được gắn biển chào mừng ngày giải phóng thủ đô. Đến nay thì về cơ bản chúng tôi đã gần như là hoàn thành. Một số khối nhà đã bàn giao cho nhà trường, còn lại một số khối nhà thì chúng tôi đang phấn đấu từ nay đến 20/8 sẽ bàn giao nhà trường. Còn cái kế hoạch đến 10/10 thì chúng tôi còn một số những cái việc công việc mà nhà trường bàn giao sau thì chúng tôi hoàn thành để bàn giao để gắn biển. 7 tháng qua, công nhân kỹ sư miệt mài trên công trường, các hạng mục khó trên cao, sử dụng dàn giáo yêu cầu an toàn rất cao, không có sự cố mất an toàn nào xảy ra. An toàn lao động trong xây dựng là điều luôn được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân tham gia xây dựng để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa sự cố làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia thi công, tài sản, trang thiết bị xây dựng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga sẽ đáp trả cứng rắn đối với các cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ của Nga. Tuyên bố trên được đưa ra trong lúc Ukraine đang có cuộc đột kích lớn vào các vùng biên giới Kursk. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Kiev vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào khu vực Kursk, đồng thời tấn công bằng máy bay không người lái và một số khu vực của Nga, đặc biệt là khu vực Belgorod và Voronezh. Người phát ngôn Maria Zakharova tuyên bố, lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm có phản ứng cứng rắn trước các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nga cũng cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công và gây ra vụ hỏa hoạn tại hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Thống đốc vùng Zaporizhia cho biết, hiện tất cả 6 tổ máy điện của nhà máy đều ngừng hoạt động, không có nguy cơ nổ hơi nước hay các hậu quả khác. Đám cháy đã được khoanh vùng và đang tiến hành dập tắt. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã ngăn chặn thành công nỗ lực xâm nhập sâu hơn vào khu vực Kursk của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý thêm, 12 xe bọc thép chở quân của Ukraine cũng bị phá hủy, bao gồm 3 xe Stryker do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe ô tô. Israel đêm qua đã liên tục không kích vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Ngay sau đó vài giờ thì khoảng 30 tên lửa xuất phát từ lãnh thổ Liban đã bay vào không phận Israel. Đây là diễn biến mới nhất trong loạt các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng khi Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ Israel sau vụ Tel Aviv giết chết chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng này trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các cơ sở quân sự của Hezbollah trong suốt ngày hôm qua ở khu vực Adaise, tấn công một nhóm tay súng Hezbollah ở khu vực Tebet, cũng như phá hủy các vũ khí tại một cơ sở quân sự ở khu vực Deir Haya. Hezbollah xác nhận hai chiến binh của lực lượng này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Tebet, trong khi chính quyền Liban tại khu vực cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Deir Haya. Phía Hezbollah đáp trả bằng cuộc tấn công vào các vị trí quân sự ở miền Bắc Israel trong hôm qua. Trước đó một ngày, lực lượng này cũng sử dụng các máy bay không người lái chứa thuốc nổ tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel, khiến một số binh sĩ Israel thương vong. Căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Liban đã tăng cao sau vụ Israel tiêu diệt chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah. Quân đội Israel đã triển khai lực lượng, phương tiện tại khu vực biên giới phía Bắc trong những tháng qua và đã có phương án cho một cuộc tấn công toàn diện tại khu vực biên giới. Trong khi đó, một trung tâm nghiên cứu quân sự có trụ sở tại Israel đánh giá, Hezbollah đã triển khai các loại tên lửa và rocket ở nhiều khu vực trên khắp Liban, đặc biệt là tại miền Nam, trong đó có những loại chưa từng được sử dụng trong cuộc giao tranh với Israel trong suốt hơn 10 tháng qua, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đang tiến hành tập trận quân sự ở phía tây nước này. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ có hành động đáp trả Israel sau vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào hôm ngày 31 tháng 7. Cuộc tập trận bắt đầu hôm 9 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến ngày 14 tháng 8, diễn ra tại tỉnh Kermanshah, giáp biên giới với Iraq. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao cảnh giác. Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng đằng sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh, trong khi Israel không thừa nhận hay bác bỏ cáo buộc. Điều này càng khiến gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột giữa Israel và Hamas
có thể bùng phát thành cuộc chiến lớn hơn ở Trung Đông. Nắng nóng và nhiệt độ cao đỉnh điểm đã khiến nhu cầu sử dụng điện của Hàn Quốc lên cao chưa từng có. Theo số liệu mà Sở Giao dịch Điện lực Hàn Quốc công bố hôm qua, nhu cầu điện trên toàn quốc đã ghi nhận 93,8 GW. Đây là con số tiêu thụ điện năng mùa hè cao nhất từ trước đến nay. Cục Khí tượng Thủy văn Hàn Quốc dự báo nhiệt độ ban ngày ở khu vực đô thị, bao gồm cả Seoul, sẽ vượt quá 30 độ C trong các tuần thứ 3 của tháng 8, cho dù thời tiết nắng nóng này đã dịu bớt. Thêm vào đó, Hàn Quốc đã kết thúc kỳ nghỉ hè và các doanh nghiệp quay trở lại làm việc hết công suất, nên dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục đạt mức cao mới. Cơ quan chức năng giải thích rằng tiêu thụ điện năng tăng mạnh do đợt nắng nóng mùa hè năm nay vẫn tiếp diễn, nên nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân tăng mạnh. Một nguyên nhân khác là giá điện ở Hàn Quốc đang ở mức thấp, khiến việc sử dụng điện dân dụng vẫn chưa tiết kiệm. Bản tin thời sự trưa của Đài Hà Nội đến đây là hết. Sau đây là thông tin thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.